Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay anh em mình Tam Tấu đã trở lại các bạn ơi. Thì anh em mình suy nghĩ cho mấy nhỏ nó chơi cái trò chơi gì hay hay á. Thì hôm nay anh Mập anh có cái ý tưởng. Mình cũng Đó, tham gia anh nha các bạn. mua cái bịch bột này nè. Với có cái này nè bạn ơi. Các bạn, có cái này là quan trọng nhất. Đó, Tình mình sẽ ơi, chơi 100k, 50k, phần thưởng. 20k và 1k. Đó, thì anh em mình sẽ bỏ tiền dưới cái đá dĩa này nè các bạn. Xong rồi anh em mình sẽ đổ bột lên. Đây, cái gì Rồi đây, đặc biệt. mình đảo từ đếm từ 1 đến 5 đây, xong rồi bịt mắt lại mình đảo. Rồi cho anh Mập đồ với chiến gồm với hai nhóc nó sẽ thử thách để chơi nha các bạn. Trời, kêu anh Mập bằng nó luôn Với à. hai nó nè, hai nó nè. Hai nhóc nhỏ các bạn ơi. Rồi giờ anh em mình sẽ thực hiện bỏ tiền và đổ bột vô nha các bạn. Em thổi thử. Đó. Trời ơi, cái này ngon à, ngon à. Đây các bạn ơi, anh Mập với chiến gồm. Đây. Nó có tiền sẵn em Có ạ. cái dĩa nào không có tiền không? Mình chơi mình phải có dĩa không có tiền chứ. Có chưa? À, cái dĩa nào không có tiền để lát em chơi cho. Đây 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 đây, Không có mà nó chơi chứ hỏi thiệt cái dĩa cái tờ tiền 100k dĩa nào để biết hồi. Hồi anh bóc anh xài luôn hay gì? Đúng rồi. Sao hay dữ hả? Chơi chơi vậy thấy mặt anh Mập tụi quạo nhỏ không? lắm đấy Đâu? hả? Đâu? Trời ơi, đẹp dữ ta, đẹp trai dữ ta. Trời ơi, chưa vô trò chơi mà thấy cổ này vui vui nha các bạn. Thấy vui vui rồi. Vui không, vui không, vui không, vui lắm. Trời ơi, Lát bụi vô, bụi quá các bạn ơi. lát vô đây vui lắm. Đó, anh Mập đã, anh đổ nè, anh dắt tiêu cái bàn luôn rồi. Tiêu cái bàn luôn rồi. Rồi mỗi người tô nha. Rồi, bây giờ mình thứ nhất á, là mình chơi từ từ lớn xuống nhỏ, thứ hai là mình chơi từ nhỏ lên trên. Bốc một Đó. tô nha. Bây giờ anh em chơi Bây cái giờ nào trước? mình chơi bàn tay trắng bằng tay đen đi. Thôi, bàn tay trắng bằng tay đen đâu có được đâu. Giờ Bây nè. giờ trắng bắt rồi. Bây giờ hai nhỏ xú xì với hai người lớn đi. Rồi, xú xì coi ai thắng là từ nhỏ lên trên. Ai trước? À, mà thể lệ chương trình sao ạ? Thể lệ là sẽ có cái đồ bịt mắt. Đây, cái đồ bịt mắt đây. Rồi Xong rồi. thổi hơi lòi tiền lên lấy hả? Đúng rồi. Một hơi thôi Mà, nha. ừ, một hơi mà lòi tiền mới được lấy nữa. Ừ, một hơi thôi nha. Đó. Còn Lấy hơi cho mạnh nha. còn thổi trúng tờ ngàn. Trúng tờ ngàn thì bị cái Thấy ngồi ba xử người kia sao. thổi. Mập mập thì chắc hơi dữ lắm. Rồi bây giờ anh Mập với thằng Mập nhỏ xù xì đi. Mày hả mày? Mày hả con? Mày hả con? Mày hả con? Rồi Mập nhỏ thua rồi, từ lớn mình chơi từ từ lớn xuống nhỏ. Adu. Rồi. Adu. Ha Tính ha. Ra Ủa, kêu thua từ nhỏ lên trên mà. Không có mình Thôi là lên, chơi lên mình lên lớn mình xài phải đi chơi chơi. trước cho tụi nhỏ nó học hỏi. Vô, Đó. không là cha là mẹ nó. Vô. Bây Thôi giờ không. trước. Không, bây giờ nè. Bây giờ mình đếm số 1 là từ từ dĩa bên nhóc vàng nè đi qua rồi bỏ đi Đó. bỏ năm dĩa đây đi Đó, năm dĩa. năm dĩa đây đi đó. Đây rồi này thấy mấy cha. bỏ năm dĩa đây đó rồi Thấy không? bây giờ bịt mắt thằng nhóc nhóc lớn hay nhóc Mình đi. Mình lớn làm trước luôn. nhỏ rồi còn không cho chiến gồm thử trước à thôi đi ba. Mình coi cái dĩa nào nhiều nhiều ít ít mình thổi ta. Mấy cái dĩa ít ít nhiều khi không có ấy nữa. không có gì Không có tiền thì không có tiền thì thổi bột hy sinh thôi, không được muốn đâu. mình muốn có tiền là mình phải phải thử thử thách làm sao đó mình mới có được tiền chứ. Nhẹ đi ông nội ơi, má phấn khởi lắm rồi. Máy này mua thằng vàng mỏng dữ vậy. Dạ, ừ cái đó vậy hơn kìa. Mập mập hàng gian đó. Mập nãy giờ anh đang có mà ấy lắm rồi đó, nôn nao. Để thổi cái bụng Nôn nao si ba chao rồi. Lại lên. Tao sẽ lấy 100k. Bỏ nón ra đi. Nón của em á, lát nhớ nhắc mình lấy. Dục luôn. Bịt kỹ kỹ nha. Bịt sao đuôi mắt luôn. Từ từ nhắm mắt lại đi mấy cha. Bây giờ có bà không? Thổi loa. À. Đâu bịt luôn lỗ tai đi, đừng có nghe tiếng gió. Bây giờ mình sẽ cho anh Mập chọn đi. Không, bây giờ đảo, đảo. Số 1 là từ bằng vàng qua nha. Rồi anh chọn số mấy? Thằng nào ăn gian nói chích thùm á. Khoan từ từ. Khoan từ 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 từ. Để đổi lại đảo, đi. đảo đảo đi, đảo đi, đảo đi. Số 1 là bên vàng qua nha, còn số 5 là bên nguyên. Có kiếm bụng nhọt nha, coi chừng nó cắn cái mỏ đó. Số mấy học đấu nó cho mò. Ta 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 Không, chọn số mà. Chọn gờ gờ ăn gian hả?
đảo lại đó. Đảo 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 đại đại đi Chiến ơi. Mày đảo tao thấy hình như nó hí hí rồi đó. Rồi. 1 2 3 là số mấy? 1 2 3 4 5. Số 3 từ từ. Số 3. Chết kìa. Chọn số 3 chọn ngay giữa đó luôn rồi, hả? Đâu rồi. Đây nè. Từ từ. Ngay giữa nè. Đi. Đây nè. Không, dĩa này. Người không. Đây. Số 3. Số à. Số 3 không có được. Số 3 à, đây nè, dĩa này. Dậy từ dĩa này. Không 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 không. Dĩa nào? Buông ra. Chết kìa. Phải phải lội tiền mới 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 được ăn nha. Chết kìa. Tao biết mà mày ăn da tao mà. Thôi một hơi à. Ồ tao chưa hỏi mà. Một hơi một. Thôi 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 thôi, dài dài. Dài dài. Mỗi người được một dĩa đó. Thôi đi. Coi coi coi. Có được đâu. Chưa thấy, chưa thấy, chưa thấy, chưa thấy gì. Má cái này thổi tới tới đồng gô á. Này nước miếng không nổi rồi. Ông thổi ra dẻ một. Cái trò này hơi hơi khó khăn xíu ha. Hay là bây giờ anh Mập qua rồi giờ anh em mình chọn chọn một dĩa là được thổi thổi chừng nào thấy tiền thôi. Không, chọn lần hai lần. Đây đây đây. Từ sau hai lần. Để em bịch cho. Thôi em bịch em gian sao? Rồi. Bịch con mắt vô. Mấy anh gộp gộp mấy anh gian lắm. Rồi. Bây giờ có bịch cho không? Tao chọn cho đuôi luôn. Giục mẹ nó dưới đây. Tao cho mày nghe luôn á. Bịch gì khó chịu quá. Tao cho mày nghe luôn á. Bịch gì giống mụ đi đêm cái mẹ. Thôi mày đặt gõ gõ không chọn nữa. Rồi. Lấy dĩa nào? Số mấy? Lấy số 2. Số 2. Trái qua. Từ đây đúng không? Từ nguyên đúng không? Đúng không? Ừ. Đó. Để cho mỏ dĩa thử coi. Hình như dĩa này không có tiền sao không nổi rồi. Em chọn thì em thổi đi. Thổi đi, thổi đi, thổi đi. Đừng có chu chu mỏ ra nha. Không có chơi kiểu đó nha. Tiếng gồm nó bị không? Một dĩa bột rồi. Đâu coi, nhìn kỹ rồi, nhìn kỹ rồi. Nói coi. Quá đẹp luôn. Nhìn vậy mà tối đi đêm chắc ta sợ chết luôn. Hôm qua ta được á, hôm qua ta được á. Rồi bây giờ hai người lớn chơi rồi, tới hai nhóm nhỏ đi. Tới hai nhỏ. Bây giờ mình không vô, không vô. Vô, không vô, để lát thủ. Bây giờ mình kêu hai nhóc nhỏ cho nó quay một lượt luôn đi. Rồi cho hai thằng thổi một lượt luôn. Mình cho hai thằng nó. Bây giờ mình bỏ cái dĩa này ra đi. Bỏ ra chị. Cho tụi nó thổi bốn dĩa này cho nó lựa. Đó. Khỏi bịt mắt luôn, cho lựa, thổi nó con lựa luôn. Luôn. Một hơi một. Ừ. Thôi nhỏ hai hơi đi. Gồm gồm hơi ít lắm. Dĩa nào? Dĩa nào? Mập. Mập chọn dĩa nào? Dĩa này. Đâu? Có dĩa, trời cái dĩa này 100k nè. Đúng rồi. Rồi thằng thằng ơi vàng ốm. Chọn cái nào? Ồ chết mẹ, dĩa này 20k. Không có, dĩa này 1k. Rồi bây giờ hai đứa thổi lượt hay là từng đứa thổi? Từng đứa thổi. Hai đứa thổi lượt đi, quay vào nhau thổi, nhiều khi hơi nó túa vô. Ừ đó. Đây nè, cầm cho. Hai hơi nha. Điểm. Chú có mỏi vô. Chú vô. Chú xét vô mới được chứ. Sát vô đó thấy chưa, phải sát 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 gì đó. Trời ơi thằng kia nó phun nước miếng vô kìa, ông nào mẹ ơi chứ. Trời ơi nhìn cái mỏ à, đâu nhìn cái mỏ lên ngay, nhìn cái mỏ lên. Trời ơi cái mỏ đẹp trai ơi, mỏ gì giống mỏ ông già Noel. Rồi bây giờ hai đứa ai đổi trước gì vậy? Ai đổi cũng được, đổi đi. Rồi một hai, đừng có cười. Một bỏ cái thịt xuống, thấp thấp cái mỏ xuống. Ừ, cái mỏ mà, đúng rồi. Nguyên thắp xuống. Rồi, một, hai. Hai rồi. Điểm lại nha, thổi nha.
1, 2, hay thôi. Nè, 1, 2, 3, thổi. Thổi, thổi. Hai hơi rồi, mèn gian. Rồi, có đâu có lời tiền không? Có. Nếu mà bây giờ cuộc thi này á, không ai thắng cuộc thì trọng tài sẽ là người lấy hết tiền. Anh vô anh thổi đi anh. Trọng tài. Mời trọng tài. Anh sẽ là người anh đúng không? Ừ. Cái dĩa nào 100k chỉ anh ơi. Cái dĩa nào 100k? Cái dĩa nào có nút miếng á. Đấy, cái dĩa nào 100k ta. Thôi. Mấy này ngủ dậy súc miệng chưa nút miếng hôi hôi là biết à. Cái dĩa này là không có tiền chắc nè. Kiếm cái dĩa nào nhỏ nhỏ thổi nó đi còn. Nè, dĩa này nhỏ nè. Ê, ủi gì không? Bịch mắt chứ. Đó. Anh lớn mà chỉ được nhỏ là ưu tiên thôi. Được thổi cũng không được luôn, không có được đâu. Nè coi đứt hơi à, đứt hơi tại chỗ luôn nè, khi nó đi nè. Được chưa? Khoan từ từ để xa xa máy thổi quay nha. Để máy quay banh luôn. Được chưa? Nè coi nè. Một ca cái là ăn cái dĩa này vô mặt nè. Nó mới ca. Bây giờ cuộc chơi anh em mình cũng đã chô nhau cũng nhiều rồi. Thì thôi giờ anh em mình cũng kết thúc video đây. Mình lấy 50k. Có 50k thôi các bạn mà. Mình lên được 100k luôn các bạn. Thôi anh em mình chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ theo dõi và đăng ký kênh của anh em mình nha. Bye bye.